nay tôi có một món đặc trưng là gỏi bưởi. Giờ công liệu của tôi là đầu tiên là trái bưởi cắt ra, bỏ hết vỏ, để làm gỏi bưởi á, thì cái trái bưởi nó là phải chín ở trong, nó chín ở trong ruột, chính giữa nó phải bọng như vậy nè, bọng như thế này ăn nó mới là ngọt đó. Là nguyên liệu của nó là hành phi, tỏi phi, tôm, mực, rau húng nhủi, rau răm, chanh, ớt, kèm thêm là củ cải trắng, củ cải đỏ. Là trước tiên mình làm củ cải trắng, củ cải đỏ cho nó thấm á. Mình phải để đường với nước mắm, mình để 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm. Tại vì trước khi mình làm cho nó thấm thì mình phải là trộn cái này trước, mình chế vô 1 muỗng giấm, quậy cho nó tan, mình chế qua cái chế vô cái củ cải trắng, củ cải đỏ. Mình thêm 1 tí nước mắm. Mắm ngon á, nên ăn mới ngon. Giờ mình chanh hay là trái tắc này mình làm cũng được nữa, nó cũng có vị chua của nó có cái mùi chua này, nó chua hanh hanh hanh, nó ngon hơn là giấm, nhưng mà phải có mùi chanh vô. Bưởi ra, bóc bưởi mình bỏ hết cái hạt, nó ăn nhầm cái nó đắng lắm. Phải ấy thêm 1 cây củ hành nữa cho nó. Sau đó tỏi tỏi phi, hành phi, phi lên đó, cho nó thơm, cho nó vàng lên, cái bắt đầu nó thơm, nó có cái mùi thơm đó.
cơm với cái nước sôi mình bỏ dùng luộc nữa, luộc cho nó vừa chín tới thôi, chứ nó không có chín nhiều quá nó dai. Rồi lúc luộc á mình để vô một tí muối. Luộc mình để vô một tí muối cho nó có cái độ ngọt nó mặn mà một tí. Tôm. Để ra nếu mà có con tôm nhỏ thì mình để nguyên con, còn có con tôm bự nó dày quá đó mình phải chẻ đôi ra, trộn nó ăn nó mới thấm. Trước khi mình chẻ đôi ra cái nó có cái chỉ ở trên giữa, cái chỉ đen đó. Tại sao phải lấy cái chỉ đen này? Cái chỉ đen này là thường thường con tôm thì cái đầu nó ở trên nó ăn đó, nó cái chỉ đen đó là cái phân của nó đó. À đó, nó đi xuống dưới cái đường đuôi nó nè. Đó. Có cái chỉ đen đó là ăn không được ngon. Cái chỉ đen. Giờ bắt đầu mình trộn. Trước tiên là mình trộn, mình cho cái này nó vô. Nó phải cho nó ráo, nó trộn nó không có nước. Tôm với mực vô chung. Tỏi phi. Phi. Phải để thêm một tí đường. Mình cắt cái dao này phân nửa thôi, hộp phân nửa chút mình để lên trên mặt. Tại vì trộn nó nhiều quá cái nó mềm.
ngon. Xong con ngon hơn nữa.